Đó, anh chị thấy không? Từ ở trên đó mà nó xuống đây anh chị thấy là được bao nhiêu mét? Nó được cái này chắc 3 mét, 4 mét rồi, 3 mét mấy rồi. Thấy không? Nó như một cái màn. Thì nó ra bông anh chị biết rồi, vừa rồi là gần Tết đó, nó ra bông nhìn rất là mê. À, nguyên vàng kia em để tự nhiên em không có chiết luôn nha anh chị. Sau này nó sẽ là một cái phủ xuống rất là nhiều. À, nó nguyên một dây nè. À, bên đây nè, hôm qua bên đây nguyên một cái gọi là khóm. Cây này là cây giả hạt Pháp đó anh chị. À, hello anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ quay những cái cây lan rừng của em bỏ phế, bỏ gọi là treo gốc vú sữa, nó ra bông như thế nào anh chị ha. Thì anh chị biết rồi, lan rừng thì một cái là một loại nó nở theo mùa. Thì cái mùa này là cái mùa hoa nở rất nhiều. Và đặc biệt là nó có mùi thơm thoang thoảng, nó thơm dữ lắm. Cho nên khi mà mình treo những cái gốc nhà, gốc cây mà trước nhà mình á, có thể mình treo lên khi ra bông á, mình ngồi ở dưới gốc cây chăn dẫm ngủ, hay là mình ngồi uống bằng bình trà, hay là có thể là mình chị vinh cái tô cơm nha, mình ăn á, cái hương thơm nó thoang thoảng rất là thú vị nha anh chị ha. Thì đây là một chậu lan rừng em treo dưới gốc vú sữa anh chị không. Nó nở tất cả là toàn tự nhiên hết nha, không một phân gọi là một phân kích gì hết nha. Phân thuốc thì em có xịt nha. Thì xịt Dendro thì vô đây quơ nó thôi. À, cái thằng này thì nó đựng cái là lá này lá kẻ nha. À, lan này lá kẻ nè. Đó. Nhưng mà nó ra bông thì nó không thấy kẻ rồi. Đó. Hoa. À, hoa rất là nhiều. Chị thấy hoa. Tiếp ha. Đó. Đây là những giò lan không khí nè. Em treo rất là nhiều vòng vòng ở vườn em, rất là nhiều ha. Ở những cái chậu này thì này chậu lan rừng nhưng mình lá biên. Cái này thì nó nở bông rồi nè, nó nở từ dưới đây nó nở lên rồi nè. Thì cho nên mình treo nhiều nhiều vô thì nào ra bông hết thì mình treo đó, mình cái khác nó ra bông. Đó như cái thằng này. À, đây là trầm nè. Trầm rồng đỏ. Đẹp ha. Thơm, cực kỳ thơm nha anh chị. Đó, cái vú sữa em là còn sống nha, chứ không phải là chết nha. Nó còn đây là những cái giò lan này, dạng cũng dạng hồi xưa cũng là mắc xước, mắc đồ. Rất là nhiều mà nhiều mặt bông nha. Đó. Mặt bông này cũng bự nè. Ừ, đúng rồi, mùa này nói chung là nó có là những loại mùa khác nữa. Đó anh chị thấy không? Từ ở trên đó mà nó xuống đây anh chị thấy là được bao nhiêu mét? Nó được cái này chắc 3 mét, 4 mét rồi, 3 mét mấy rồi. Thấy không? Nó như một cái màn. Thì nó ra bông anh chị biết rồi, vừa rồi là gần Tết đó, nó ra bông nhìn rất là mê. À, nguyên vàng kia em để tự nhiên em không có chiết luôn nha anh chị. Sau này nó sẽ là một cái phủ xuống rất là nhiều. À, nó nguyên một dây nè. À, bên đây nè, hôm qua bên đây nguyên một cái gọi là khóm. Cây này là cây giả hạt Pháp đó anh chị. À, vừa rồi nó bông nè. Nó bông nè. Nó bông từ trên xuống dưới luôn á. Anh chị thấy không? Cái nhánh này là từ bông trên dưới nè, nửa cọng này nè. Đó, bông lúc đó nó đặt luôn nguyên một cái chùm. Nè, những cuốn bông nó đã tàn rồi nè. Giá hạt Pháp. Đó, nguyên một mảng luôn nè không. Mình trồng thì lúc đó chỉ có một ề thôi. Chỉ có 2-3 khóm thôi mà nó ra 2-3 năm mà nó ra được bao nhiêu đây nè. Ồ. Biết bao nhiêu. Đó, rồi đây là những cây mà gọi là khác nữa mà chưa có tách ra để làm ha. Cây này bông nó cũng đẹp lắm nè. Hồi xưa bỏ vô phế luôn.
Bây giờ nó nhiều quá, rồi bữa nào tách ra mình lấy giống làm lại. Hôm nay hôm trước ở đây có một cái gốc cây rất đẹp luôn á. Nó gãy gốc. Nó một cái gốc do mình không đổ xi măng á. Do mình để dưới đất á thì nó bị ẩm lắm, nó lên nó mục. Nó ngã ngang luôn. Rồi bắt đầu phải cắt. Cắt ra đó bên nữa kìa. Đó không đó bên kìa. Giờ đem qua bên. Nó gãy rồi mình bỏ chắc hơn tuần lễ đi chơi để im luôn không có đụng nữa. Nó hư nhiều lắm. Đó là những cái lan rừng thấy không? Anh chị thấy ở đây nè, đó. Xung quanh em là treo lan dữ lắm nha. Ồ cái này mắt giống chớp luôn nè. Xẹt 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 luôn ha. Cái này cũng là rừng, cái này không biết rừng Ninh Thinh Thuận hay rừng nào không biết. Cũng lan rừng luôn á, chứ không phải là hang gieo hạt đâu. Đó. Bà xã em treo ba cái hàng nắng nè. Ừ. Bông quá bông, cái này cũng chưa đốn luôn. Trời ơi, biết để thành cái này thành cái liêm luôn. Ông ơi. Lâu lâu em dọn lần mà cái vườn em dọn không biết sao mà nói. Đó, bao năm mà cây chùm ruột này mới có trái. Hâm đốn mấy lần rồi đó. Đó, anh chị thấy không, gốc nhãn của em thôi. Mà anh treo lâu lâu mà nó ra bông nhiều lắm nha. Mấy cái này là bông không rồi đó. Để ra con ra bông nhiều lắm. Nên khi mà mình đi ra đi vô mà chỗ nào mình cũng hót hoa hết á. Thấy không? Đó mà nè. Đây gốc nhãn này cũng vậy, cũng có nè. Đó nhãn mùa này đang ra bông dữ lắm nha. Đó mà lan rừng nè. Lan rừng này là cây năm cánh trắng. Gọi là trắng tuyền á. Đó còn ống điếu gọi là đùi gà nè. Đó bà xã bà góp vô nè, trời ơi, leo cái phúc riết. Đó. Đó anh chị cứ gốc nhãn nè thì mình cứ ốp vô vậy thôi. Thì nó sẽ bám. Bám mà mình cứ vậy mình chơi thôi. Nhưng mà mình phải chừa đường để leo cái nhãn nha. Nhãn này em chưa có dọn lại. Em sẽ cắt tỉa cành nè, mấy cái cành già, cành đồ nó là nhìn nó lịch sự. Bây giờ nó chằng chịt quá ha. Nhưng mà bông dữ lắm. Mặt trên bông xuống bông khiếp lắm. Hôm nay nó ra được 2-3 đợt bông mà cũng có ăn được đâu. Chim nó ăn hết rồi. Biêu. Nha, đây là hung thần nè, anh chị thấy không? Đó, chó nhà đẻ được 3 con. Giật hết 2 con rồi đó. Có mình ống mà em giật chết hết con. Còn con kia giật cũng sắp chết rồi cho người ta đây. Ừ. Không biết đâu mà ba lớn vậy cắn cổ cắn gần chết luôn. Ừ, con mẫu vậy nè. Ôi ôi, cái đường nè. Đó, bốn mắt. Dữ như gì luôn. Nó cắn giật đi. À, này là lan trái tim nè. Cẩm cù trái tim mà lá phát tài anh chị ha. Bông đó nè. Bông này chưa có đạt, chùm bông nó to lắm. Ngộ quá. Đó cái rồi. Đó này lúc trước nhiều lắm. Bỏ riết rồi cái đồ mình sưu tầm mà treo chơi không. Đó đi qua cái khóm lan rừng nở qua đây nè.